cũng 6 căn này nè. Tôi nói với thằng cháu tôi lúc bây giờ đi vô ngồi thiền, ngồi thiền thì khi nó đã đầy được bên trong rồi đó, thì nó đem được cái thánh thai nó lên trên và nó xuất ra khỏi, nó chở vô để nó quán cái ngũ quẩn đó. Tôi nói con còn cái ngũ quẩn con chưa có xong, con chở vô đó để con xem ngũ quẩn con để mà con giải quyết. Yeah. Thì như vậy một hôm nọ nó vô nó ngồi trong thân nó, nghĩa là cái thánh thai á, yeah, ngồi trong thân mình nè, nhìn ngũ quẩn thì bắt đầu ngũ quẩn nó bay qua xẹt rút đau, nó dớt kịch ngã liền mạng. Cái mình xỉu luôn, ngũ quẩn nó là mình. Yeah. Mình nói nó ma, mình hạ nó tức là mình hạ mình ấy. Yeah. Mặc dù nó là ma, nó qua lợi trong thân sao nó hiện lên, nó xúi mình nói những cái điều tầm bậy. Cái ngũ quẩn á, yeah, nó xíu xúi mình làm những cái điều tầm bậy, nó xúi mình mến người này thương người kia, điên cấp ăn trộm vân vân, phải không? Nó đủ thứ, đó là cái ngũ quẩn. Mà mình trở về chân như thì sao? Cõi trần này tao không ham muốn nhau, mày xúi tao đi đâu? Bây giờ đói là cái danh, cái lợi, cái tình, không có cái nào mày chói tao được hết trơn. Rồi bây giờ mày đưa tao vô cái gì? Yeah. Thành thử ra mình kiểm soát nó vậy đó thì nó đâu xuống mình đi được. Yeah. Quý vị sẽ có một cái thần lực, và cái thần lực ấy là quý vị không bao giờ nhận đồ của thế gian nữa mà nó còn dính mắc. Cho nên quý vị hãy về nhận cái đó đi, quý vị đủ thần lực, trí huệ quý vị nó sẽ phát khai, và ánh mắt quý vị nó sẽ được cái nhãn quang, và quý vị sẽ nhìn thấy tất cả các chướng nghiệp nó về đây. Rồi quý vị chỉ cần chỉ ngón tay gì thôi là nó chạy cứng mình hết trơn, là các vị sơn thần nó về nghe tôi nói, bắt đầu phải nói là tâm phục khẩu phục. Và xin số điện thoại hẹn nhau, mỗi lần tôi đi về núi đó thì hẹn nhau về là mấy ông mừng lắm. Thì bữa nay thì rất tiếc là cái đoàn tôi đi về mà thêm lính rồi, chứ thôi tôi hẹn nhau bữa nay lên đây nguyên cái đoàn tôi lên đây lại buổi lễ tuyệt vời. Và hổ theo tôi hồi đó cũng nhiều lắm, nhưng mà lần lần rồi những công việc của giai nào nấy đóng mà. Tôi đi hoài, người ta theo tôi gì nói, không đi gì mà quá xa, đi mận ăn chân ghét theo chết luôn sao chịu nổi. Rồi ghét thì nói chung tu mà thiệt tâm là phải chịu nghèo. Tại nay lúc ban đầu thì con vợ nó bị bệnh hành căn đó, nó mua chuối gì nó bán, mà tôi alo ngày mai mình đi núi nghe, là nguyên cái xề chuối nó đẩy vô trong sàn luôn, nó bỏ mời đi với ông Bảy. Nó tê nhưng đêm đó nó không có ngủ nghe được, cho nó thức sáng đêm nó đợi để mà sáng là đi với ông Bảy. Đi về rồi tất cả các cái điện này nè, vô tôi biểu chầu như thế nào ra làm sao là nó làm y đó. Còn thời gian rồi nó đạt ở trên mới cấp cho nó xuống một hổ nữa. Rồi ở đâu trong rừng mà nó hợp duyên đó, về thêm hổ nữa là nó ba hổ, được hai hổ nữa là nó ngũ hổ, năm ông hổ luôn về trong thân nó, rồi thêm một ông dài trong thân nó luôn. Con vợ nó thì hai hổ thêm một ông dài luôn, cho nên mỗi lần về chầu là hai vợ chồng vô chầu, đẹp tuyệt vời. Nói chung đi đoàn tôi là tôi gặp đủ chứ. Nào giờ quý vị có nhìn thấy long lân quy phụng chầu chưa? Tôi thấy đủ hết. Nói chung là nào giờ tôi đi học phần căn học rất là nhiều, cho nên gặp hết, chứng kiến hết. Bên đây cũng vậy nữa, khi mà ông hổ ông về mình xin ổng ghê luôn, ông cũng về phần mình. Ông hổ nè, rồi các đắng ở trên ai cũng về là điển về à. Nhưng mà tôi chứ không có nhập mà, cũng... mà tôi nói gì nè, bên đây có nghe. Hổ gì còn nghe được không? Nghe ổng nghe hết trơn đó, ông vô ông nghe đúng không? Đúng, ổng nghe. Mình phải nhận được cái ngũ sắc thì ông của cha đó, thần lực đó là quý vị mà thường. Dạ thưa chú Bảy, cho con xin thỉnh giáo chú Bảy thêm là khi mà mình niệm Phật đó, là mình niệm ở trong tâm của mình hay là mình niệm ở trên đỉnh đầu của chú Bảy? Rồi bây giờ xin trả lời cái câu hỏi của Đệ Dũng. Mình hỏi cái câu này cũng rất là hay, bởi vì có nhiều người ta nói là niệm là niệm thầm trong tâm, nhưng mà cái tâm đa số tín đồ của mình bây giờ lại hỏi thử con nha. Dạ. Chúng mai mốt cứ hỏi người bình thường thôi, cái tâm của Đệ đang ở đâu? Tâm ở trong tâm chứ đâu. Thật sự không biết, cái tâm mình nó là hư không.
nhưng mình phải điều nó vô một chỗ nào đó để mình cố định lại, giống như mình đem nó về cái chân chỗ đỉnh đâu chân mày này, hoặc là mình đem nó vô tim cũng được, muốn đem đâu đem. Tất nhiên là cái tâm mình muốn dời nó đi đâu là do nơi ý chí mình dời nó đi. Giống như ở đây mà tôi đang đi Tà Lơn, tôi về đây, hoặc tôi ở Cần Thơ về đây, thì bây giờ cái tâm tôi đang quên đồ về Cần Thơ là nó bay cái rét tới Cần Thơ liền đó. Cho nên bây giờ sao, buông bỏ muôn duyên là không còn nghĩ việc gì nữa. Cái tâm mình gom vô đỉnh đôi chân mày này để làm cái gì vậy? Để cho nó đừng có vọng động theo cảnh trần nữa, mà bắt đầu tâm nè, trí nè, ý nè, thức hiệp một. Lúc này để không nghĩ, không niệm, nó vẫn cứ niệm. Khi mình đã nhiếp tâm được và được trên đã nhiếp thọ phóng quang, mình dần chán mình nặng rồi đó, thì chỉ cần cái ý mình khởi thôi, định, nói một câu một thôi, định, là tự nhiên dần chán mình nó nặng xuống toàn mặt, nó nặng giống như nhức đầu vậy đó. Nặng ngay ngất luôn. Lúc ban đầu tôi mới về đó là trên triển tôi là tôi giống như người xỉn gụi, mặt mày đỏ. Dạ. Tối ngày luôn mà tôi đi tôi xỉn, tôi ngay ngất mà tôi biết. Cho nên nếu mà cái người nào cảm nhận nữa, tôi nói thoáng qua gì là có thể hiểu nè. Ví dụ như cái ngày lễ á, mà mình đi về, hoặc là cái ngày đấm đình đồ này kia nọ đó ha. Thì Phật Thánh Tiên, thầy nói là đời cùng tiên Phật hạ phàm gian. Mình ở đây mình dùng cái mắt phàm mình không bao giờ thấy, nhưng trong du di là cha mẹ thầy tổ đều về ngự, bữa nay về ngự tất cả cái ngôi cúng này trên Đức Bổn Sư đó rất là nhiều. Và cái lực đó nó về thì cái hào quang nó đang phóng tủa xuống xung quanh cái cuộc lễ, và những người về này bắt đầu gần tới thôi, nghe cái đầu mình nó nặng. Cái người mà đã cảm nhận đến chỗ đó đó, đã nhiếp tâm được rồi đó, tâm được bình tĩnh rồi đó, thì nghe cái đầu nó nặng. Và nó nặng suốt cho đến khi mình về. Nếu có người nào mà nhiều đó là bắt đầu nó nhức đầu, nó ngơ ngác luôn đó. Chứ không phải đơn giản gọi là đó là mình đã tiếp cận được trong cái chỗ cái tâm chân. Yeah. Nếu mình biết được, giống như hôm nay tôi nói để gieo cái duyên cho quý vị nắm được chỗ đó, quý vị về nên giữ chỗ đó, mà thường hằng chỗ đó, biết là nó thành cái tánh. Cái gì mình làm thường hằng á, nó chuyển qua thành cái tánh. Thì cái tánh như vậy là nó bồ đề. Là bồ đề á, là lòng bồ đề rồi đó, thì sắt đá dám kình. Lúc bây giờ quý vị không ai xô quý vị lai chuyển nổi. Quý vị đã đến đây, quý vị đã có ngũ sắc, đã có được kim thân, thì mẹ mới cho biết rõ ràng là cái năm ngũ sắc hào quang tỏ rạng, ấy là người ai bản đề tên. Tất nhiên là quý vị chắc ăn là quý vị có vé về ngồi. Chắc ăn đó vậy ha. Chắc ăn luôn. Nhưng mà mình phải cố gắng lên. Quý vị nào chưa biết thì nên tìm gặp nhau để tôi sẽ chỉ dẫn, giống như ngồi lại quý vị mà mới á, thì những cái nghiệp nó chạy gần gần mình rồi xả không dám. Nhưng mà tôi chỉ cách, nó còn nhiều cái cách lắm để mình niệm mẹ Quan Âm để giải cái nghiệp đó, rồi từ từ bắt đầu mình mới buông. Nếu nó động quá mình buông ra không thèm ngồi. Rồi bắt đầu mình mới niệm mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn này kia, hơi bắt đầu mình trở vô lại thì nó êm. À, hoặc là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Của Thiên Của Bá Đồng Danh Đồng Hiệu đó, Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh. Thì như vậy á là ta đang độ cho tất cả các cái nghiệp mà nó đang đeo bám mình, nó làm cho mình khó chịu đó, từ từ họ sẽ được yên tịnh lại, rồi bắt đầu mình vô lại. Mà mình làm được nhiều lần như vậy thì bắt đầu mình cứ kiên tâm bền trí vậy thì có ngày sẽ thông thả thôi. Còn mình nản chí thì phải cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Đâu phải đơn giản, đơn giản là tu đắc chân nó. Dạ. Hôm hai với mấy anh mấy chú này vô dùng cơm. Dạ dạ chú. Dạ để đó mà chú. Dạ. Rồi nói tiếp. Sẵn cho con xin được thỉnh giáo thêm chú Bảy, mới vừa đọc cái bài mà Tây Phương đó chú Bảy. Ừ. Bây giờ chú Bảy có thể giải thích cho con nghe cái bài Tây Phương của chú Bảy mới vừa đọc không? Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Tập Lục Vạn Ức. Cái bài này, bài này là cái bài đồng danh đồng hiệu đại từ chú giải của trong kinh á. Dạ. Nhờ chú Bảy giải thêm. Chú giải giảng sanh thì không có thể dịch nghĩa ra được. Vậy hả? Nó là ba la mật. Dạ. Ừ, có thể giải một khúc của cái đoạn kinh mà Bát Nhã của mẹ đó. Dạ. Nếu ai trở về được kinh mẫu mà thường là đọc cái kinh Bát Nhã đó. Nghĩa là tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân tánh phàm. Dẫn tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi, trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đáng. Rồi,
nói đến đoạn văn này thôi để mình trở lại cái nghĩa. Dạ. Đó, cho quý vị thấy đó là cái kinh Bát Nhã. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn. Khi mình đã trở về được chủ nhân ông rồi thì như vậy á, là sáu căn mình không nhiễm sáu trần rồi, nghĩa là ngũ uẩn mình đã phá luôn rồi. Thì như vậy cái ngũ uẩn này là nó cái nhân ngã. Mà thầy nói nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt đó, không đúng không sai chứ. Nó là chân như. Như vậy thì cái tâm mà nó đã vô chân như rồi á, thì cái tâm trí huệ này nó thinh thinh rộng lớn, nghĩa là ai nói gì nói, ai muốn làm gì làm, đúng sai kể ai, nó rộng lớn như thế đó. Không có phân biệt, ông là phàm, ông là thánh, ông là tiên, ông là Phật. Thì thế thôi, tôi biết thế thôi được rồi. À, cho nên mới nói là tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần, tất nhiên là mình thấy rõ ràng cái người lại tiếp chuyện với mình, nói chuyện vài câu là biết người đó đóng vai nào, ở đâu, ông nói chuyện với tôi là ông đang vụ lợi, ông nói chuyện với tôi là đang phàm tâm, không phải là thánh tâm, cũng không phải là cầu tu, mà ông nói chuyện để hơn thua, để phân biệt đúng sai, thấp cao để hạ bệ này kia nọ vân vân. Cho nên chỉ nói vài câu là nó lú ở chỗ đó, cho nên mình biết được đó là nó thinh thinh rộng lớn như vậy. Và sáng trong ngần chẳng bận, mãi trần lào lào một tánh thiên chân là nó đã về đó được rồi, thì nó như thế. Giống như ông Năm vậy đó, bây giờ mình đi dẫn chứng như vậy để cho người ta dễ thấy. Yeah. Bây giờ ông Năm dầu cho mình nói cỡ nào đi nữa, ông đã đến đó rồi thì nói sao tâm ông, muốn làm gì làm, ông cũng chân như à. Không làm sao dính được chứ, nó đã chân như là chân như. Rồi, tánh trong ngần chẳng bận, mãi trần lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân tánh phàm là nó như thế. Dẫn tâm ấy lặng trong sáng suốt. Thì nếu mà mình luôn thường hành như thế đó, thì nó vừa sáng suốt mà nó sáng suốt mãi 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 lên, chứ không phải nói đến đó mà ngừng. Nếu nói đến đó là ngừng thì nó sai, vì Phật tu 100 kiếp mới lên tới tổ. Đây là tổ, vì cho tôi biết như thế. Và tổ nói muốn làm tổ thì phải tu liên tục vậy đó, 100 kiếp mới được lên làm tổ, chứ không phải nói Phật rồi thôi. Đó. Cho nên như vậy á, thì mình cõi bờ kia một bước đến nơi. Một bước là sao? Yeah. Là mình chỉ nhìn thấy nó thôi. Phá bức tường mây nhìn vạn vật. Nhưng gì chướng lụa lấp đèn pha, vì cái mê của mình còn ham cảnh trần quá. Cho nên chừng nào mình buông rồi đó thì mình thấy trở lại đó làm gì. Giống như trong bốn đại đức của Phật đó. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái tâm xả đó là nhìn cõi trần không bao giờ sanh lòng luyến ái. Không ham muốn nữa. Cõi trần này thiệt tình nó mệt mỏi quá, cho nên trong có ngày ra đi, đi sớm nào tốt nấy. Nhưng ngặt bây giờ phải tiếp tay với thầy tổ để mà lo trong cái công cuộc, cho chăm họ, để thỏa dạ thầy nơi chốn mây gồng. Bây giờ hôm nay mình nói lên đây thì trước hết để trả cái công ơn của thầy tổ mình đã bấy lâu nay dạy dỗ con, chỉ dẫn con, mà con có hiểu được chưa. Và mình hiểu rồi mình nói lên để mình dìu dắt anh em huynh đệ mình chưa có hiểu mà đi nó còn bị lệch lệch chút đỉnh gì đó, thì anh em thất tỉnh, anh em quay về tôi. Yeah. Chỉ về để mà bấm nút ngay chân chỗ cái xe mình vô, mình đề máy chân chỗ chủ nhân ông đó là mình sẽ về đích. Rồi xe chạy thì mình phải gà thắng bằng Bát Nhẫn, phải coi theo đó mà gà. Dạ. Yeah. Bát Nhẫn, Bát Chánh Đạo hả? Bát Nhẫn, còn Bát Chánh Đạo là cái trí mình đang quan sát. Nghe không? À, cái chí đang quan sát là đang chạy chiếc xe. Còn cái Bát Nhẫn là luôn luôn lúc nào cũng phải đạp thắng gà lại, coi mình cần vượt qua. Yeah. Hay là mình cần ở lại. Đó, cái chỗ đó là mình cần phải gà. Anh em đã thuộc hết rồi, chỉ nói lên vậy là anh em hiểu mình cần phải làm cái gì rồi. Cái là mình luôn luôn mình thấy mình sáu căn nó nhiễm sáu trần hay không. Cái này là cái quan trọng nhất. Đó, cái chỗ nhãn cũng thức, mà thủy cũng thức, mà thầy nói là thức. À, diệt được nó ấy là giải thoát đúng không chú ba? Đúng đó. Rồi, đó mình đem nó vô cho nó có chết. Dạ. Đâu. Đòn lục tặc ta mau sớm giết đó. Đó, nó. Dạ. Đó, cho nên mình đem nó về chứ không có giết nó được. Không giết là giết trong tâm mình đó. Cho nên để tôi kể cái chuyện giết cho quý vị nghe. Dạ. Cũng sáu căn này nè. Tôi nói với thằng cháu tôi lúc bây giờ đi vô ngồi thiền thì khi nó đã đầy được bên trong rồi đó thì nó đem được cái thánh thai nó lên trên và nó sức ra khỏi à. Nó chở vô để nó quán cái ngũ uẩn đó. Nó nói con còn cái ngũ uẩn con chưa có xong, con chở vô đó để con xem ngũ uẩn con để mà con giải quyết.
Thì như vậy một hôm nọ nó vô, nó vô, nó ngồi trong thân nó, nghĩa là cái thánh thai á. Dạ. Nó ngồi trong thân mình nè. Thì nó ngũ quẩn, thì bắt đầu ngũ quẩn nó bay qua xẹt, rút đau nó vớt kịch. Ngã liền mạng, cái mình xỉu luôn. Ngũ quẩn nó là mình. Dạ. Mình nói nó ma, mình hạ nó, tức là mình hạ mình ấy. Dạ. Mặc dù nó là ma. Nó qua lợi trong thân sao, nó hiện lên nó xúi mình nói những cái điều tầm bậy. Cái ngũ quẩn á. Yeah. Nó xíu xúi mình làm những cái điều tầm bậy, nó xúi mình mến người này thương người kia, điên cấp ăn trộm vân vân, phải không? Nó đủ thứ, đó là cái ngũ quẩn. Mà mình trở về chân như thì sao? Cõi trần này tao không ham muốn gì, mày xúi tao đi đâu? Bây giờ đó là cái danh, cái lợi, cái tình, không có cái nào mày chói tao được hết trơn. Rồi bây giờ mày đưa tao vô cái gì? Yeah. Thành thử mình kiểm soát nó vậy đó thì nó đâu xuống mình đi được. Yeah. Đó, chính cái đó là mình phải kiểm soát nó hàng ngày. Nghĩa là thầy dặn mình á, là làm ông giám thị lục căn. Yeah. Làm ông giám thị, mình chủ nhân ông rồi, giám thị lục căn. Đừng cho chúng tính lăng quăng là cái chỗ đó đó. Yeah. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Yeah. Phá ngũ quẩn rất lần tham ái cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như là mình gom nó vô để thức cái tâm kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Thấy chưa, một đoạn văn thầy nói mà mình chịu xét cái nghĩa ra quá hay, là quá tuyệt vời luôn. Không biết cái công ơn của thầy mình để đâu, chỉ cần nói vài câu thơ câu văn thôi là gom tất cả lại đó, thấy chưa, nó vô liền. Cho nên được chủ nhân ông liền ha, quá đấy. Cho nên khi mình thấy nói sao nó cũng vô. Yeah. Còn khi không thấy nói vậy là nói thôi chứ không bao giờ biết đó. Bởi vậy mới gọi là lời của đức thầy là lời vàng ngọc. Đúng rồi, lời châu ngọc mà. Lời châu ngọc khuyên ai để dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Bảy đã giải thích cho chúng cháu hiểu thêm về con đường tu tập. Rồi. Cảm ơn chú Bảy nha. Cảm ơn quý vị đã có chúc lòng cho chú Bảy luôn luôn dồi dào sức khỏe để mà tiến thân trên con đường hành thiện, để giúp bà con nhiều căn nhà tình thương hơn nữa. Dạ. Cảm ơn quý vị có lòng theo dõi nha. Hẹn lại clip sau sẽ nói nhiều. Dạ. Nếu ai có nhu cầu. Dạ dạ. Chào chú Bảy nha. Rồi, mô Phật. Tôi hỏi rồi chú Bảy.